Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Ăn sáng trước hay đánh răng trước của tác giả Nen. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ăn sáng trước hay đánh răng trước? Đây là một câu hỏi huyền thoại. Nhưng nếu gõ trên Google tiếng Việt thì chẳng có kết quả nào thỏa mãn người đọc cả. Bài viết này hy vọng sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn trong việc lựa chọn phương pháp chăm sóc răng. Format của câu hỏi này có nghĩa là A hoặc B, nên câu trả lời tương ứng với một trong hai. Tôi có thể đưa cho bạn câu trả lời ngay lập tức đấy, thế nhưng mà để kèm với sự thuyết phục và với mục tiêu đưa đến cách thực hành tốt nhất thì câu trả lời ngắn là không đủ, thế nên rảnh thì ngồi nghe cho hết nhá. Giới thiệu bạn răng. Giới thiệu sơ lược về hai lớp chính của răng. Enamel, men răng là lớp ngoài cùng của răng, rất cứng, thứ cứng nhất trên cơ thể đấy. Và thường có màu trắng ngà, dày từ khoảng 1 đến 1,5mm. Có một fact, đó là màu răng trắng nhất cũng không bao giờ trắng tinh như trong quảng cáo đâu, thế nên đừng bị lừa. Lớp chính còn lại của răng là dentin, ngà răng, là lớp vỏ tiếp theo ở dưới men răng, nó thì có màu hơi vàng vàng. Trong đời người, cái lớp men răng qua nhiều quá trình khiến nó ngày càng mỏng dần, từ từ mất đi màu trắng và chuyển sang màu vàng. Cái màu vàng làm chị em thất thểu là đây này. Thực ra thì còn một lý do nữa khiến cho răng bị vàng là do cao răng, tartar. Cao răng được hình thành khi mà mảng bám răng hay còn gọi là bựa răng đấy, tiếng Anh là plaque, ở trên răng quá lâu khiến cho vùng răng này bị nhiễm khuẩn và có nấm. Đó, thế nên là răng của mấy ông già hay quên đánh răng có cái màu của nắng trên miệng đấy. Lưu ý, plaque không phải là thức ăn nha, mặc dù dịch ra tiếng Việt thì dễ bị hiểu nhầm. Thế nhưng plaque là một ổ tạo bởi vi khuẩn, thức ăn, nước bọt. Vai trò của plaque rất bự, bự sao thì xíu nữa nói nhé. Thế mục đích của đánh răng là gì? Rất bất ngờ, trái với niềm tin chung, có phần được củng cố do quảng cáo đại chúng, thì có tận hai mục đích của việc đánh răng. Mục đích đầu tiên là loại bỏ thức ăn. Lý do này thì chắc là nhiều người cũng mặc định là lý do duy nhất, nhờ anh chị marketer từ các công ty kem đánh răng. Mỗi lần nhai một cái gì đó như là bánh quy, cơm, cháo, rau v.v. chúng ta cứ tưởng là thức ăn đã chui tót xuống bụng rồi. Tuy nhiên, vì răng có bề mặt lồi lõm để nhai thức ăn tốt hơn ấy mà, rồi còn cả các kẽ răng nữa, thế nên các mảng thức ăn nhỏ bám vào các khe đó. Rồi ở trong khoang miệng của mình, các vi khuẩn trong răng sẽ mang đầm ra chảy hội linh đình. Chúng ăn carbohydrate như là tinh bột, đường và sinh sản cực nhanh. Chúng tiêu hóa chúng sản sinh ra lượng axit lớn và đây là lý do làm chúng ta sâu răng. Và có cảm giác chua chua tởm tởm trong miệng. Nhiều người đánh răng sau khi ăn chính là vì cảm giác này. Nhưng mà đừng đánh vội liền nhá. Túm gọn lại á, thì thức ăn, tức là carbohydrates cộng với vi khuẩn thì sẽ bằng acid cộng xúc tác thì sẽ gây hư răng. Đánh răng sau là để loại bỏ thức ăn trong phương trình. Rồi, mục đích thứ hai của đánh răng chính là loại bỏ mảng bám, dental plaque. Đây là lý do ít người biết. Mảng bám là cái lớp vàng vàng trắng trắng ở trên răng mà thường thấy nhất là lúc ngủ dậy á. Mảng bám trên răng theo định nghĩa là một lớp mảng bám sinh học, mềm, dính được tạo bởi vi khuẩn sống trong miệng, bình thường hình thành bắt đầu từ dưới đường nướu lên, gum line. Mảng bám này có thể hình thành chỉ trong một ngày nếu không đánh răng. Và như đề cập ở trên, nếu để mảng bám lâu ngày thì nó sẽ cứng dần và phát triển thành cao răng. Cao răng vừa xấu xí vừa gây ra nhiều vấn đề về nướu.
À, lý do mà mảng bám được tạo ra nhiều trong lúc ngủ là vì lúc đó enzyme amylase trong miệng tiết ra ít, mà enzyme đó là cái cân bằng nồng độ pH trong khoang miệng. Ít enzyme đó có nghĩa là môi trường cực kỳ tuyệt vời, mưa thuận gió hòa cho các vi khuẩn. Lúc đó thì vi khuẩn bắt đầu party xuyên đêm và tạo ra các ổ vi khuẩn to đùng. Ơ, thế ra là phải đánh răng cả trước lẫn sau luôn à? Mà nghe nói đánh răng nhiều là hỏng hết cả răng. À mà tại sao lại thế nhỉ? Chất xúc tác của quá trình tác động vật lý. Khi ở trạng thái bình thường, men răng hết sức là cứng. Tuy nhiên, khi thức ăn đi vào trong khoang miệng, đặc biệt là các loại thức ăn có nhiều carbohydrate, thì sẽ kết hợp với vi khuẩn tạo ra axit. Axit này làm mềm răng, lúc này mà đánh răng thì lớp men răng sẽ rất dễ tổn thương. Đó là lý do tại sao mình được khuyên đánh răng nhiều không tốt. Bởi vậy, để bảo vệ răng thì chúng ta nên đánh răng khi mà răng vẫn chưa có nhiều axit trong miệng. Nếu đánh răng trước và không đánh răng sau. Lợi là loại bỏ được vi khuẩn plaque trước khi ăn, nên axit trong miệng tạo ra ít đi trong quá trình ăn và ăn xong. Ta không gây tác động vật lý cho răng khi răng đang còn mềm do axit khi vừa mới ăn xong. Fluorua trong kem đánh răng còn giúp tạo một lớp kháng vi khuẩn nữa, khiến ngăn vi khuẩn hình thành hơn. Còn cái hại là sau khi ăn thì vẫn còn thức ăn trong miệng, lúc này sau đó sẽ làm gia tăng axit trong khoang miệng và dẫn đến sâu răng. Cảm giác không ngon miệng sau khi đánh răng và cảm giác khó chịu trong miệng khi ăn xong cũng như lý do thẩm mỹ ở một vài người. Thế còn nếu không đánh răng trước mà chỉ đánh răng sau thôi thì sao? Cái lợi là sẽ ăn ngon hơn đối với một số người và cảm giác thoải mái khi ăn xong. Sau khi đánh răng thì sẽ có lớp fluorua phủ làm chống vi khuẩn sau đó. Loại mảng bám sau bữa ăn để chống tạo axit sau đó. Còn cái hại là vi khuẩn sẽ nhoi nhóp đầy mồm cộng với thức ăn sẽ tạo ra axit khổng lồ cho khoang miệng. Lượng axit này kết hợp với việc tác động lên răng sẽ khiến lớp men răng hao mòn và héo hon đi từng ngày. Vậy thì giải pháp hữu hiệu nhất là đâu cho em? Đánh răng trước khi ăn và sau khi ăn thì dùng chỉ nha khoa. Đánh răng trước vì các lý do kể trên, đó là loại mảng bám trước khi ăn và hạn chế tác động cho răng. Chỉ nha khoa sau khi ăn là vì chúng loại mảng bám tốt hơn và nhẹ nhàng với các em răng hơn so với các anh bàn chải cộc tính. Kết hợp cả hai công cụ này thì nụ cười em sáng chói không thua gì Obama luôn. Hy vọng là video lần này sẽ có ích cho bạn và các bạn hãy nhớ ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh, bye!